Chào cô gái xinh đẹp nhất vùng. Được chồng yêu nhất quả đất. Xin chào anh đeo kính đẹp trai. Chào anh đẹp trai, trai đẹp nhất vùng. Chúc anh một buổi tối an lành, vui vẻ nhé. Bị nẻ em ạ. Trời ơi, ai hôm nẻ da căng đét, đau hết cả mặt. Giờ phải bôi cái này đỡ nẻ. Hai hôm da khô căng đét em ạ. Xong rồi tự dưng thấy nóng hết hai bên má này. Thế là hai hôm sau là cứ thấy nứt từng đường mà chết rồi. Bối vào lấy sản phẩm nó khó này. Hai vợ chồng trông đẹp đôi thế Tuyền ạ. Nhớ người yêu. Bây giờ còn mấy giờ rồi còn nhớ người yêu. Bực mình thế cơ. Nhà, tên nhà. Đang bảo lấy cái này lên để đấy. Bôi vào cho nó đỡ nẻ này. Nứt hết mặt rồi, căng hết cái da mặt, đau ơi là đau. Tiền đấy sinh năm bao nhiêu mà trông xinh gái đấy, trông trẻ trung đấy. Trông mê, mê ơi là mê. Chị có thấy mê. Cũng chi là chồng em, cũng chi là các đấng anh hùng. Gọi là đấng anh hùng. Chào chị yêu Lâm Hiền. Chào Trương Luyện nhé. Chào Lăng Phượng à. Hôm nay vừa tậu bộ sản phẩm này. Năm nay 33 tuổi à. Thế mà trông cứ như là hai mấy gì. Trông vẫn còn xinh lắm. Mua sắt vụn à. Hôm nào qua nhà chị bán cho một bao. Nẻ chị ạ. À. Nứt nẻ. Sợ không? Ba ba thì chồng ba mấy em?
Úi giời, chúc thầy nhiều lộc, thầy dạo này đói lắm. Thầy dạo này chỉ đủ tiền thắp hương này. Không có tiền để đi lễ này. Dạo này đói quá rồi. Nhưng mà dẫu sao cũng cảm ơn. Chồng 87 à? 87 là năm nay 30. Ba bảy rồi. Mình 33. 33 là ba là sinh năm 91 à? 91 mệnh thổ. Ok. Thổ mới hỏa. Ok. Cả tuổi mụ 38. Đâu có. Ăn gian à. Cả tuổi mụ mới có 37 thôi. 87 mà. Mình lấy theo cái lịch Tây thế nào được em? Mình người Việt Nam mà. Mình không lấy lịch theo lịch Tây đâu. Xem nào. Xem cùng hai vợ chồng xem nào. 91. 91. Con dê. Con dê cũng khảm. Cũng khảm cũng càm. Ai? Chết. Căng em ạ. Vào cung bắt quái căng quá. Vào cung bắt quái là bị ấy rồi. Bị vào cung. Không phải cung dê cụ đâu. Ít nữa còn không dê được ý. Mẹ chết ngòm ấy. Ly tán bất thường phu thê mà. Đang tự dưng lại đùng một cái. Cung này là không được rồi. Cung này ít nữa là phải đi giải cung. Ok. Chồng tháng 1. Ngày mùng 1 tháng 2 à, năm 1976. Vợ ngày mùng 6 tháng 10 năm 1978. 76 mới 78. 76 là mệnh thổ, thổ pha cát. Cung khảm. Bảy tám. Bảy tám thì mệnh hỏa, cung chấn, hỏa sấm sét. Khảm mi chấn. Ui. Hỏa mi đất ok, mệnh mệnh hợp, cung hợp. Cung hợp. Khảm chấn. Tung hoành bốn phương, sinh lộc, đắc vận, uy thế lớn. Làm bà chủ chưa? Nhưng mà lại chồng lại sinh ngày mùng 1. Ngày mùng 1 thì ngày này phải làm quan chức nhà nước mới được. Ngày này là phải có công ăn việc làm ổn định.
thì nó mới không tán ra bại sản, chứ còn buôn bán bình thường thì hay tán tài tán lộc lắm em ạ. Tán tài tán lộc, ít nữa ly tán cả phu thê. Cũng được, mệnh được, nhưng mà chỉ mỗi ngày mùng 1 thôi. Mỗi ngày mùng 1 mới lại tháng 2. Bính tháng 2 à? Bính tháng 2 bị phạm của thần quả tú em ạ. Sát, sát vợ. Tháng 10. Chữ Mậu tháng 10, cô độc. Lưu lạc tha phương, đường con cái xấu, đường chồng xấu. Ngày mùng 6. Bị nhiều người ghét. Đi xa xứ làm ăn. Khắc chồng, ngày mùng 6 khắc chồng. Đi xa, lập nghiệp. Thì tốt. Mệnh hỏa tháng 10. Mậu. Mậu tháng 10 cũng rơi vào cung thần quả tú em nhé. Hai thằng có thần quả tú sát nhau. Cung được, mệnh được, mỗi cái tháng chồng phạm ngay cái ngày mùng 1 nữa, vợ chồng ly tán ấy. Của cải ly tán. Tháng 10 là tháng cô độc, đường con cái xấu, đường chồng con xấu. Có chồng mà sớm cũng thành không. Con không nhờ, chồng không cậy, hàng xóm cũng không nhờ. Sau làm lễ giải đi. Cung đẹp, mệnh đẹp. Mỗi ngày sinh xấu thôi. Ngày sinh xấu, tháng xấu quá. Hai tháng có thần quả tú, hai thằng có thần quả tú. Làm lễ đổi cung. Cái này không nói bậy được đâu. Cái này nếu mà làm lễ gì cung bán số đây này, sách cổ ngày xưa đây, từ thời các cụ từ xa xưa để lại đây, không phải nói luyên thuyên đâu. Đây này, qua lễ gì cung bán số này. Đấy. Đây này. Rồi trả nợ tiền tào quan này. Trả nợ tiền tào quan này ai cũng phải trả rồi.
Vì là cái tiền nợ tiền tàu quan này không phải là từ từ cái kiếp này mà từ từ rất là nhiều kiếp trước ấy. Mình nợ dị âm. Thì kiếp này mình bây giờ mình được làm người mình phải trả thôi. Trả nợ về bên âm thì nó làm ăn cho nó mát mẻ em ạ. Với lại khóa lễ tam phủ thục mệnh. Đây là trả nợ tào quan này. Đấy, muốn gì thì muốn cứ phải trả nợ đã. Đấy. Sau đó thì làm lễ di cung đổi số này. Đây. Đây di cung hoán số này. Đấy. Rồi là khóa lễ tam phủ thục mệnh. Đâu rồi nhỉ? Xem mộc lực này. Tin thì mới giải được, còn nếu mà không tin, không tin thần thánh không ai người ta giải cho. Vì cái việc gọi là tâm linh mà. Tâm linh mình có tâm hướng về cửa quan của ngài, của Phật thánh, khi mình đã tín tâm rồi thì mới được linh ứng. Còn nếu mà mình không tín tâm thì cũng không được linh ứng đâu. Làm nó cũng mất tiền. Không được việc. Làm nó phải, nó phải tín tâm ơi. Ai bảo đi uống rượu lắm Có vào phải đâu, nó bị ai trúng gió. này, trúng gió thì bồi dầu gió vào chứ sao mà Bình đi đâu rồi? gọi đi. Bình Cả nhà ơi, trẻ lam này. Cả nhà em thì đấy em cho mọi người biết cho nó, ví dụ như là ai mà mệnh kim ấy, sinh vào tháng 3 ấy, số này chỉ có một đời vợ thôi, nếu mà vợ chết vợ bỏ là hết vợ luôn, có phải có lấy vợ sau cũng không thành cái gì. Về số trời định mà. Chỉ có một vợ. Phần này. Tuổi Tuất này. Nếu mà con trai ấy sinh vào tháng 2 này. Là đàn ông là phạm phạm cung pháp luật này. Hạm cung đi tù. Chào chị yêu nhé. Chào luận nhé. Hôm qua chị làm lễ lại cho đấy. Luận lại. Khóa lễ di cung mình làm 3 lần. Qua chị làm lễ lại cho. Em á, em cô thần quả tú thì giờ mình giải đi rồi, mình giải đi rồi xong mình cố gắng mình tu
xem có cô nào thì mình cứ tấn công thần lực với, xong rồi mình lấy mình tu, thấy gái đẹp mình không mê nữa, mình không thích nữa, thấy cô nào mông to thì cũng kệ, hiểu không? Ở Thái Nguyên đó. Ra đo gì? Không về được thì bây giờ người ta vắn tài khoản như nó cái gì? Thầy làm lễ phát trực tiếp. Bây giờ nó không như ngày xưa. Ngày xưa thì còn bà nào. Ngày xưa thì còn bà làm xa quá không đi được, không có phương tiện để đi. Nếu mà bây giờ mà hành tâm mà đi ấy, thì nó chỉ mất hơn tiếng lên đây, 2 tiếng là cùng. Thánh Nguyên chị chạy được đi rồi, lên lên cái chỗ đền gì nhỉ, đền gì quên tên này. Em ạ, đã tu thì tu cho đến nơi đến chốn đi, tu cho nó được lễ đi. Mình đã xác định là xuống sông rồi, mình muốn đi qua cái sông này á, mình đã bước xuống thẳng dưới sông rồi thì mình cứ đi đi, sóng to gió lớn là mình phải vượt qua. Làm lễ xong không phải nó được lễ ngay đâu kiệm ạ. Mà làm lễ xong trong cái thời gian đấy, bây giờ các quan ở trên thiên đình, ở trên nhà trời kia người ta còn thử thách xem mình có tu không, có thực sự có tâm không. Mình thực sự có tâm, mình thực sự tu, mình thực sự hối cải, người ta mới đổi số cho mình, chứ không phải là hôm nay tôi có tiền tôi vất đúng quạch gái đấy, thầy làm lễ đây. Không có đâu, không bao giờ được lễ, hiểu không? Làm lễ xong chịu khó ngày rằm mùng 1 điện đến cho thầy, thầy ơi hôm nay lễ dùm em với nhá, thắp hương dùm em với. Mình phải tu. Tu là cái gì? Tiền 50, 100 mình gửi lễ nhà thầy, thành tâm thành kính. Đấy, dâng hương dâng hoa để bán vào thầy, thầy mới có tiền để đi mua dâng hương dâng hoa, xong rồi mới kêu cầu tấu đối được chứ. Bây mình làm lễ xong mình vứt oạch đấy, à rồi đấy, tôi làm lễ xong rồi mặc kệ xong. Muốn được đắc lễ phải qua 120 ngày, mà trong khi 120 ngày đấy, nhà ngài các quan các thần người ta xem mình tu đến đâu, mình tu như thế nào về cửa nhà thầy. Mình có thành tâm thành ý hay không? Đấy. Tất nhiên là làm lễ thì phải mất tiền rồi, ai cũng thế. Thế bây giờ mình muốn đi ra chợ, mình mua một cái xe máy, mình không mất tiền thì ai người ta cho mình? Ai người ta cho không mình? Đúng không? Chẳng ai người ta cho mình không cái gì. Thế mình muốn được lễ thì mình phải có thời gian để mình tu. Mình sửa từ trước đến giờ mấy chục năm nay rồi, hàng hơn 30 năm, gần 40 năm nay, mình chưa bao giờ biết lễ Phật, lễ Thánh là gì cả. Mình chưa bao giờ biết tu là gì cả.
Em ăn chay niệm Phật rồi, nhưng mà em vẫn chưa có lễ về cho thầy để thầy kêu, để thầy tụng kinh sám hối cho mình. Tất cả những người người ta về đây người ta đều có lễ hương hoa, người ta về đây để thầy tụng kinh kêu cầu cho sám hối. Thì lúc làm lễ thì trước khi làm lễ chị cũng đã nói rồi mà, đã nói là 120 ngày. Thì đấy là tùy tâm em thôi, chị không 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 thể bắt được, hiểu không? Nếu mình có tâm đấy. Còn này, chị muốn là để cho em được lễ mà đi đúng đường đúng lối ấy, thì chị nói. Chứ còn nếu mà em phải nghĩ ngợi này nọ thì chị không bao giờ chị nói đâu, hiểu không? Mình mấy chục năm nay rồi, mình có đã biết bao giờ mất một đồng, mất 1.000 nào để đi lễ Phật, đi lễ Thánh đâu. Chẳng có bao giờ. Vâng, cháu chào cô. Chào cô xinh đẹp. Cháu mời cô nhé. Kẹo chè lon. Ai có về làng Sơn quê chúng tôi mà ngắm trông núi rừng ngon mà cô. Thì chị nói đâu có thừa đâu, đúng không? Thì chị chỉ muốn làm chị em mình cùng nhau để tu thôi. Làm sao cho nó đắt quả lễ. Cái thứ nhất là cũng được danh tiếng cho chị. Thứ hai là thứ nhất là được lễ cho em ấy. Thứ hai thì mới được danh tiếng cho chị. Danh tiếng cho bản đền, bản phủ. Em hiểu không? Chị rất sợ những người người ta không có tâm, vừa không được lễ lại vừa mang tiếng cho nhà thầy. Ngán lắm, ngán những người vậy lắm, em biết không? Em nếu mà đã tin rồi thì cứ tin từ đầu đến chỉ cuối đi. A Di Đà Phật. Thôi thì ngày rằm mùng 1 thì mình chịu khó. Mình làm lễ ở đâu thì mình tu ở đấy. Ví dụ như ở Gia Tiên nhà mình, ví dụ như mình ở nhà thì mình thắp hương Gia Tiên rồi. Mình có tiền thì mình mua một đĩa hoa quả, nếu mà không có tiền thì mình có thể mình mua 2-3 trái cũng được, hoặc là một trái cây để thắp hương nhà ngài cũng được mà. Chị lắm lúc chị tần đi mua nợ. Không có tiền còn phải đi mua nợ, thế là nhà ngài chứng tâm cho là bảo ở được. Lại cà phê này tiếp tục này, tuổi mùi này, tuổi mùi mà ai sinh vào tháng 11 này là đàn ông nhá, nam nhi nhá. Năm nhi là phạm sao kiếp sát chiếu mệnh. Phạm sao kiếp sát chiếu mệnh là cái sao này là dễ bị đi tù lắm. Đi nhiều thì được được rất là nhiều nhiều cái lợi lộc, nhưng mà không không tu ấy thì lại phải bị ngồi tù. Đó.
Ừ, chị cảm ơn Luận nhé. À, gì? Kiệm chứ, quên. Này, tuổi Tý này, tuổi Tý là tháng 4 này, tuổi Sửu tháng 5, tuổi Dần tháng 6, tuổi Mão tháng 7. Đàn ông đi tù nhưng mà đàn bà cẩn thận là đeo phải thám bò với thái lô non à, thám bò thì điếu bên lưới đấy đấy. Tuổi Dậu thì tháng 1 nhé, tuổi Dậu ấy, Dậu gì cũng được miễn là tuổi Dậu tháng 1. Đàn ông nam nhi đại trượng phu là phạm sao kiếp sát chiếu mệnh đấy. Sau này nếu mà chiếu mệnh này thì những người đàn ông ấy cực kỳ là thông minh, thế nhưng mà nếu mà mình không chịu tu mà cứ ra đường mà cứ chửi hay chửi nhau mấy vợ với con, hay đánh vợ đánh con ấy, mà không chịu tu ấy, kiểu gì cũng bị đi tù đấy. Tuổi Thân này, tuổi Thân này, thân gì cũng được. Giáp Thân này là Mậu Thân này là cái gì thân cũng được. Cứ sinh tháng 12 này. Đấy, đàn ông là cẩn thận là chạy giam nhé. Còn đàn bà thì phạm sao kiếp sát số này ba chồng ấy. Thám bò ấy. Thế chị đã lấy được mấy chồng rồi? Đang tuổi còn trẻ còn thanh xuân mà đã phải chịu cô đơn một mình rồi. Người ta thì bảo là đàn nếu mà vắng đàn ông thì là vắng nhà, vắng đàn bà thì quạnh cái bếp. Thằng đàn ông ấy, cho dù nó có nát rượu hay là nó có như thế nào nữa anh, nhưng mà cứ có cái người đàn ông ở trong nhà ấy, thì bao giờ cái nhà cái cửa nó cũng ấm cúng. Chị có công nhận không? Chứ như chị bây giờ có phải khổ không? Khổ lắm chứ. Nhiều khi chồng mình mất đấy, là anh em bên chồng nó tốt thì không sao, anh em bên chồng nó không tốt nó không nể nữa là càng cay càng cú. Nó nhục đủ điều. Chẳng qua không thể nói hết được bằng lời thôi. Thế bây giờ người ta đang có chồng có con, thế người ta phạm như thế thì bạn bây giờ có cái khóa lễ giải thì bảo cho người ta giải đi để cho người ta khỏi khỏi mồ côi chồng, khỏi mồ côi vợ. Mình lại bảo là được, biết được nhiều càng tốt. Cái chị này đúng không ạ? Nói như thế có xứng bậc làm thầy không? Ngốc thế. Dân người ta đã không biết thì mình biết, mình học Phật pháp, mình học đọc sách hàng ngày để nghiên cứu làm sao để là
làm lễ giải cho dân, mình lại bảo như thế. Thế thì còn nói chuyện gì nữa? Thế thì cái thế giới này nó chả loạn hết à? Thế người ta sinh ra thầy làm gì? Người ta sinh ra bà làm gì? Người ta sinh ra thầy để là xuống trần gian để cứu dân độ thế. Nếu mà ai tín tâm đấy, cái này là tự do tín ngưỡng đấy, ai biết đến cửa tâm linh đấy, thì tín tâm thì làm lễ, người ta sẽ được lễ và sẽ bên Phật pháp, bên tâm linh, người ta sẽ đem lại những cái điều may mắn cho người ta. Ví dụ như cung số, người ta đang bị sinh thời lỗi số, cho nên ở dưới trần gian vô cùng khổ cực, chẳng không được yên căn yên số, không được yên sổ thiên đình, bị vì bị sinh thời lỗi số. Ví dụ như là ai sinh ngày mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25, đấy là những ngày lỗi số, lỗi sổ ở trên thiên đình. Người ta rất là vất vả, người ta rất là cơ cực. Có những người ấy, người ta đi lao động từ sáng cho đến đêm, thế nhưng mà vẫn không có tiền tiêu. Tết vẫn không, vẫn cứ hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không có, thậm chí năm nào cũng phải đi vay tiền để tiêu Tết. Nó không phải là riêng cái vay tiền để tiêu Tết đâu, mà nó còn nhiều thứ lắm. Ừ, chuyện tình cảm vợ chồng bấp bênh, nay cãi nhau mai chửi nhau đấy, rồi cái ngày đấy, cái ngày sinh đấy nó lại còn tán gia bại sản nữa. Nhiều lúc con đi học còn không có cả tiền để nộp học cho con, đau hết cả đầu đấy. Nhiều người thì con lớn rồi không cần phải lo cái việc học hành đấy, nhưng mà lại còn phải lo đám ma đám chay, ngày khóc ngày cười. Lắm lúc còn không có cả tiền để mà đi ăn cỗ. Nó khổ lắm. À, lo thế rồi thôi. Ví dụ như là vợ chồng vào, ví dụ như vợ chồng lấy nhau không hợp cung, vào cung phá sản, vào cung tuyệt mệnh. Đấy, nó tai nạn xuống đây, nó chết, nó không chết, nó cứ nằm ở đây. Nó cứ nằm ở viện đây, ngày cứ phải bao nhiêu triệu tiền thuốc đấy. Thế có phải khổ không? Thế người ta mới sinh ra thầy để làm gì? Để làm lễ cho dân, để giải cứu cho dân. Ai tín tâm thì được lễ. Thế thôi. Ai tín tâm lễ nhà ngài, nhà Phật, nhà Thánh, thì nhà Thánh cứu cho. Cứu cho để thoát cái chỗ ngục tù này, thoát cái chỗ bệnh tật này, thoát cái chỗ nạn tai nạn đấy. Đấy, giàu thì do hai bàn tay làm ra, không phải là làm lễ xong nhà ngài cứ cho một đống tiền xuống tay đâu, không phải như thế, mà là làm lễ xong thì mình được cái sức khỏe, mình được cuộc sống an lành, thì mình có cái sức khỏe rồi thì mình làm của cải nó mới ra. Người ta bảo không ốm không đau làm giàu mấy chốc. Ốm đau rồi có sức đâu mà làm ra cái gì nữa. Lúc cái nạn tai nạn nằm ở đấy, ngày ngày còn phải bơm thuốc vào, còn đang phải mất tiền mất của đấy, còn khuynh gia bại sản đấy, nó như thế. Những đôi nào vào cung tuyệt mệnh, ví dụ như là tuổi Thân mới tuổi Thìn, nó làm vào cung tuyệt mệnh đấy. Những người sinh ngày mùng 1, ngày mùng 7, ngày 13, ngày 19, ngày 25, đấy là cái những cái ngày tháng ấy là nó phạm luật của thiên đình. Biết sớm thì mình giải đi, thì sau này mình không gặp những cái trắc trở ưu phiền cay đắng
Ví dụ như những cung tù tội này mình có thể giải đi được, mình làm lễ mình hóa giải đi, xin nhà ngài hóa giải cho. Ví dụ như chữ giáp mà ai sinh vào tháng 4, tháng 1, tháng 4 này, tháng 10 này, đấy là cái sao bạo bại. Sao bại, sao chủ bệnh tật chiếu mệnh này, rồi sao hao tài tốn của chiếu mệnh này, sao tù tội cũng chiếu mệnh này. Đấy, chữ giáp và chữ ất này, ai sinh tháng 1, tháng 4, tháng 10 này, bơn chết này. Đấy, xem khẩu ăn ăn bớn này là hết mới để kín à, bại sản à, háo tài tốn của buồn phiền, háo tán từ tội. Alo, phạ lô. Cái chữ mậu này, ví dụ như anh nào hoặc cô nào mà sinh vào bớn 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 cậu này, bớn bớn lạp này, thì là ăn ăn bớn này là từ tiểu thám bò thám mè lô, thái lô, phà lô. Ví dụ như cái chữ canh này, trên khẩu bớn bớn ép ngột này, háo tán tù tội buồn phiền này nó. Chữ kỷ này, bớn lạp này, thám bỏ thám mẻ vơ, sát thám bỏ thám mẻ, kỷ bớn khí, thong bỏ nhá ngào, bó mi cố, bó mi sen, tiêu hao tài sản này. Chữ quý này, bớn hóc này, thám bỏ thám mẻ vơ, sạt vơ, bớn khám này. Nếu mà bố mi ốc tòa án này, giải quyết vợ chồng ly hôn vơ, thì ăn cân này, bố phên để ăn chạy tù vơ. Chữ kỷ này, bớn chết này, mậu cùng bớn chết này, bớn cầu ngột này, đại hào. Tóc sen sạc, lạc sen xài lái. Bố mi cỏ để sen, bố mi kim, bố mi ngân, bố mi túng mờ, bố mi hờn. Mi hờn cùng khái leo. Thái ô. Ăn bớn này là ăn bớn phá sản này, tóc sen sạc, lạc sen xài, mi để xài ní, khẩn trợ của bò thông, khái khự bò thông, khẩn lung cùng bò sang này, u ám u mê à, hay không? Chữ bính nè, bên bên hạ nè, thóng bỏ ơ, bên nhì cùng bên này, đinh nè, bên nhì nè, thóng bỏ ơ, kỷ nè, bên pẹt nè, bên hạ nè, cùng thóng bỏ ơ, canh nè, bến hạ này, thóng bò nhâm này, bến ép này, bến hạ này, quý này, bến hạ này, thóng bò ơ.
Tôi bỏ được khó mẻ vớ. Lại lại. Thái độ. Thần chính nào hết đại việc. Phong ạ, sang năm về buôn bán hoa quả thôi. Không buôn bán lợn này nữa. Vì cái mệnh mình nó cũng không hợp buôn. Hết ăn nghề này, sát sinh nha. Nếu cũng nhiều người người ta làm cái nghề sát sinh, người ta vẫn giàu có, cha người ta giàu, con người ta còn giàu hơn. Nhưng mà đấy là do người ta cái phúc người ta còn nhiều à. Hỏi đi, có bạn bè anh em nào, đứa nào nó sinh vào tháng nào rồi, hỏi hỏi xem nào, xem nó có đúng số của nó không. Chạy taxi à? Được mà. Chạy taxi được. Miễn là mình không làm nghề sát sinh là được, tại vì là chào cậu Hoàng nhé. Tại vì là cái phúc mình kém ấy. Mình làm bây giờ mình phúc mình đang kém rồi thì mình phải làm những cái gì để tạo cái phúc, để cho cái phúc cái lộc của mình nó lớn lên. Hiểu không? Chứ còn mình làm cái thêm cái tội thì cái nghiệp nó đổ xuống cái đầu mình nhanh lắm. Khoái lay, non à. Lâu hết ăn ăn việc mi phúc ấy, để là tạo được cái phúc cái lộc lớn cho mình, sau này mình giàu có, giàu sang phú quý. Dạo này cậu ẩn lâu quá đấy. Chứ còn đầy người người ta cũng làm nghề sát sinh. Nhưng mà do cái phúc người ta vẫn còn nhiều à, còn dày 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 thế này, đến đời con người ta ăn chưa hết, đến đời cháu người ta cũng còn chưa hết đâu. Thế nhưng mà mỗi người một phúc, mỗi người một nghiệp. Bây giờ do là cái lâu đời rồi, lâu kiếp rồi, mình cũng không tu được, để cái kiếp này mình phải chịu khó cố gắng để tu. Để tu đi, để tạo cái phúc cái lộc của mình, để sau này độ khoảng 5 6 năm nữa cái phúc cái lộc mình nó lớn lên dần rồi, sau này 10 năm 20 năm nữa mình già rồi, mình cứ có của ăn của để cỏ đầy kim mà cỏ đầy ngân để sen được. Ôi vằn lắng à, từng từng lúc ké tủ à, an nhàn bản thân nó. Mình không thịt. Tất nhiên mình chỉ là người mua đi bán lại thôi. Nhưng mà mình bán cho người ta thì người ta mang về làm thịt à? Hiểu không? Thì đấy, mình giao cho người ta thì người ta sẽ thịt cái đống đống đấy. Đó, cho nên là thôi. Sang sang đầu xuân năm mới mình đi kiếm việc khác. Chào Khải nhá. Chào Hứa Khải. Chào Trương Luyện. Úi giời.
Ok. Có lúc không thì em tự biết rồi còn gì nữa. Bây giờ nha. Chữ Giáp, chữ Ất, chữ Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Giáp này, Bính, Chất này, Bính, Pẹt này. Bến này là mi cỏ để sen, mi cỏ để túng lên đó. Mi cỏ để ăn tỉ hơn đó. Bản nắng là léo sen léo củ, mi mi thự để kim, mi cỏ để kim, mà mi cỏ để ngân. Canh này, bớn chết này, bớn lạp này, bớn khíp này. Sao hôm qua không xuống xin? Hôm qua rằm không xuống xin? Di Đà Phật, Lô Hải Duy à? Bảy cơ vẫn tố linh tố hảo nó à, nhưng mà tháng tới này có người chèn ngang này, vẫn có tiền. Không cần cẩn thận là bị đau tay đấy, ngã xe đấy nhá. Duy vẫn trên đường tình yêu đang đang phát triển, nhưng mà cẩn thận đừng bị ngã xe rồi đau đớn này, mất tiền này, tóc sen sạc về lạc sen xài đấy. Nên xài là xài nhà xài hẳn đấy na. Lục Uyên à, Uyên sinh ngày tháng năm bao nhiêu? Xem nào, gì nào. Sang đầu xuân năm mới ấy, em làm cái lễ giải giải cung đi em ơi, làm lễ di cung đổi số đi. Hai vợ chồng không được hợp cung hợp số này, mình đổi đi đi. Ngày 15 này nhiều cái hay buồn phiền. Nhiều lúc cái mồm thì cười nhưng mà cái nước mắt thì lại rơi, chỉ là cười gượng thôi. Ở chồng sát khám pò thái lơ non à. Chào em Hằng. Duy sinh ngày tháng bao nhiêu nhỉ, quên rồi, năm Nhâm Ngọ nhỉ.
mỗi đêm nhớ tục đêm mà về đã cánh quê thứ năm cây ba đôi ca đồng xoay ta ngô càng cảm đồng xoay tay từ lúc làm lễ xong thấy con trai ngoan hẳn không bốc lúc nào cũng thấy bảy cơ là rất là ngoan là hiền đó là tâm là đức đó. Căng cam đồng rơi tay đình em ta có lắm tình bạn trên nam ta có hoa đồng ô đầu đội ăn mũ vô cha nông vàng đành để thơ tung thơ cái nó khao quay khao mưa na sợ cái nó bề lái bề mưa nằm ngày 29 à? Của em à? Hay là của chồng? Giờ dây câu lùng tượng bên ba giờ dây ba lùng na bên ba học giờ đó ba bên dương thế tham phong nộng nàng à đồng thợ mây hô cương tiếp đi nồng nàng hương trang sơ đường ngô em sinh ngày 29 này em bị khắc chồng nhá em khắc chồng mà nhiều bạn trai cẩn thận là em bị chính người thân hoặc là bạn bè em bị người ta sẽ lừa em nhá hao nhào lau à hao mì xử chắn đáy ăn to à hả à? Lòng mình cú mi sen đeo phải cỏ hừ mắn à ô mi là tiểu khái túm hừ háu thủ thái lô non à bên cậu này cùng lái hẳn để thông minh thông sáng à con này thông minh thông sáng à đây ăn to này nhưng mà đồng bóng lắm em ấy em đồng bóng lắm giật gân lắm đồng bóng hay nóng tính lắm bóng ăn tính ngay năm ngoái năm kia làm ăn phều phào năm nay xem nào lộc cũng vẫn đang có giờ đến cuối năm thì không có vận hạn gì nữa nhưng mà vợ chồng cũng không được nghiệp hòa không trùng duyên nợ đâu mà bình an là nó á vậy nó ạ thấy ó bản lắng leo phải cài ăn bản mệnh lau bay ăn văn cùng mì đáy ăn bớn cùng mì đáy nữa ăn bớn này á bò tàu rồi mì
mi hái không cũng cũng to bỏ, mi để bền vững á, không một câu chung thủy trăm năm đâu, giữa đường đứt gánh giữa đường đấy nhá. Đạo hôm cương quan cương bên phá đường âm sư rừng thì ai na ta đây như đang nguy chính chân na dự ăn cán ai nào từ đây hà bản chính sao thêm quang để quang sau này làm lễ gì cung hoán số đi, thấy cung đổi mệnh à, thấy son đổi số à, thấy cung đổi mệnh à, ăn số lao mi đẩy đáy à, bạn lắng ở khâu lừ cú lừ sen, lừ ăn ăn tung ăn hơn à, đấy cái em hôm nọ ở trong trong bụt ra ngoài Tân Thành này ở đấy cũng chỉ bị chính anh trai lừa đấy, cũng sinh ngày 29 như em này này, thế bảo là ơi em sinh ngày này thì cẩn thận đó, anh em mà bạn bè lừa cho. Thế bảo em à, em ra đây ở với mẹ đi. Lấy đi lấy chồng rồi. Nhưng mà bảo là em ra đây ở với mẹ đi. Anh thì cứ đi lái xe suốt à, anh không ở nhà. Em ra đây chăm sóc mẹ già. Dùng anh với cái chỗ đất đấy anh cho bọn em ở tầm khoảng 3-40 năm, sau này mới cần giả à? Anh cho hẳn thì anh không cho, nhưng mà anh cho ở 3-40 năm mới ở được có 4 năm mà. Bây giờ nó chửi như anh cho như một con chó à? Ngám tu má, nó à? Bây giờ nó bảo là vợ chồng mày ra đây chiếm đất đai nhà tao. Hắn mi, nó ngơi. Đấy, đấy là cái pì bào đấy. Pì bào nó á đấy. Thái lô. Đấy, may ra là còn chưa bán nhà bán cửa trong kia mà ra ở. Bây giờ đầu tư ra 100 triệu để xây nhà. Xây nhà ở đây này, bây giờ người, nó lại đuổi cho. Nó bảo, đi về đi. Đất này đất nhà tao mà. Tao không cần mày chăm chăm mẹ nữa đâu. Vợ chồng nhà mày ra đây để chiếm đất nhà tao à? À dô, thái lô. Cũng khổ lại nè. Dừng thì ai nào ta đây như đang bị chỉnh chân vừa ăn cá ai nào đất đầy hà văn chính xám tiên quang để quang khi kiều tân quang thơ đốt kêu quang thơ đã xong tiên nam quang đồng đã vui. Bính à dần bính dần vẫn pẹt vơn à, vẫn pẹt ô thông minh lái nó à, thông minh nhưng mà cũng khổ lái, cùng lái ăn cũng khổ lái, em bị nhiều cái oan ức lắm em ạ. À, em nói phải người ta bảo không phải, em nói đúng người ta bảo không đúng, em nói thế nào người ta cũng bảo không được hay, em hát hay thì người ta bảo em hát dở. Hắn nhục lái lô nó à, cũng khổ lái lô, năm tao tóc móc tao hồi nè bát bay à,
bát bái ốc nó tủ ô tủ này tèo mê trái à, mê trái à, mê trái là nghề của em à. Ăn số của nó ní bẩn nắng đấy leo phải áo thám bò, thám bò chính nó đẩy vơ nhưng là sát sát bỏ tao mi bỏ cùng hái on nó à. Cái số của em có hai cái sao xấu chiếu mệnh, sao xấu lắm, sao mộc dục, sao mộc dục tối rời căn duyên tâm tư chắc trở chớ phiền. Alo ơi, tời thứ nhất tời không yên gia đình nhỉ, tời hai vương vấn đinh đinh nhỉ, thứ tẻo tời tời tham thêm nhưng à cố thần quả tứ chiếu mệnh thèm nó à, ăn số nó xấu lại mấy trái là nghề của em à. Cây vàng ngò bập lâu phá cương thay đầu phá xa nông tao hình nông tao quay nông tao vương nô kiều đang kinh mơ quan tương tay bắn nát chăng là ba cương con nam kinh mơ ba chủ nam vương nhỏ không thiên nơ nơ thiên tông pha nơ pha phi thiên kinh mơ các theo nhà miên quân quyên nhà ngài mà bao bao từng lo thiện chân kinh mơ tổ công minh môn tổ tì các vị cho tay quân năng quân dầm ngò miên đông ngò phòng là mà vị cho hạ phi mừng phát chỗ này lọt theo lùng kính cầu bừng ca biển thác lùng ma kính thả bừng thay cây tu quang hai hàng tát canh cửa đã đôi bên nắng lùng tơ thể kinh nắm mồn dung kinh mặt mày hỏa quả hồn đi đâu nhằm chào quý đô đang chào càng ngô trơ lục kiều đẩy lùng giường hai con nam đẩy quay dương kinh chào dù pha nhắn mì mình dù đơn đông mì tiếng cha ơi cháu quýt khẩu đang cháu càng ngủ trơ lâu kêu chinh đi đông dương hài đây quay dương kinh à. Sinh tháng 8 em có sinh vào giờ Tỵ không? Chồng em á, em chồng em sinh ngày 2 tháng 10. Ba thủy hỏa chớ nên gần, mệnh thủy mấy mệnh hỏa không ở được gần nhau lâu nhá em nhá, số này số biệt ly giữa đường đấy nhá em à. Mùng hai đẹp trai, tháng 10 cô độc. Quý tháng 10 số này bị tai nạn á. Tai nạn chưa em ơi? Vẫn còn nguyên à? Vẫn còn zin à? Cẩn thận nhá. Cuối năm nay tháng 12 á, các quan trân đón đường đấy nhá. Ngày 13 tháng 12 tránh cho thầy nhá. Sa phu hộ hơ lục lan hồ lỗ quan lục lan la lỗ hồ lỗ hải duy sinh
ta nam bình nhắm ngõ nên thanh ta nam bình mê ọc bì bọc mê đầy xình lùng chả ơi lục bình đất kinh dù tì đất nước Hàn Quốc ơi đất nước Hàn Quốc tì phương ở xa tha hương là câu thực thầy ơi bị quẫn sông trần gian nghèo khổ đói nghèo ơi đói của thèm tiền này cho nên con còn vật vả cứ hàn đồng ngân chưa có đồng xin tỷ không đâu vì miếng cơm anh áo mới phải xa quê hương đất tổ xa nơi ơi cha mẹ sinh ra cha mẹ sinh thành em làm cái lễ di cung đổi số đi nhá, giải cái sao cô thần quả tú đi, trả nợ tào quan đi, trả nợ hết về bên âm đi, giải hết nghiệp về bên âm đi, thì cái lộc nó mới tới được nhá, hạnh phúc mới đến, mấy mình được bền lâu, được bền lâu, được 70-80 tuổi cùng nhau để ở cùng nhau à, thì xây dựng hạnh phúc cho con cho cháu sau này à, không cái này à, sau này là cái biệt ly giữa đường ấy, vợ chồng không được ở với nhau trọn đời đâu nhá. Trời phù hộ lục lan nó là lô quan lô hải gì con nô vì của ớt sống con đói nghèo nên na con phải xa hương na câu thực thầy ơi cuộc sống ở bên nước ngoài cũng vất vả cứ ăn vất vả trận chuyên đêm ngày thức khuya là dậy sớm vì cuộc sống ở trần gian còn vất vả cứ hàn con cùng cố gắng lâu thầy ơi những phù hộ đồ chỉ cho con mạnh khỏe bình an mỗi ngày ở dưới trần gian con được là khẳng thai lâu mỗi ngày con được bình yên mãi mãi cho bạn bè cùng làm ăn nơi chúng sống ở nước ngoài mỗi ngày ơi bạn bè thì thương bạn bè thì quý lô trăm người quý vạn người thương bạn bè cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau cây bạc đầy tổ thương cây vàng tổ điệp cây bạc trứng này cây vàng tổ tình con được tái qua nan khỏi thầy ơi điều lành thì mang đến điều dữ tổng cư tha phương về cửa đông tây nam bắc ở dưới trần gian con được nhờ ơn con được nhớ bóng đâu thắp hương mai thắp hương lên gia tiên đi rót nước gia tiên để bảo gia tiên phù hộ độ trì cho nó nhá để được tái qua nạn khỏi nhá thầy ơi phù hộ độ trì cho con đã bao nhiêu sao hàn đỡ qua trái nạn được khỏi bao nhiêu sao ăn nặc đã trái nạn nặc kỳ tấm về sống ngân nà đồ về biến tà cánh tiên cho con cục trăng được vào kiên niên trăng được vào hàn ở trần gian bình an kháng thai cho con được đi chín về mười để tươi về tốt cha ơi pi cầu cùng ai leo pi mà ai thân cha ơi bao hờ lục mình dù tú thế câu lộc đẩy mà lái câu xài mà lăm mỗi tháng lương tiền lương ở trong công ty mỗi tháng được tăng cao cho con được thêm tiền ngân đồng ngân công thương nha để cho con có ngân có xuyên gửi về cho cha mẹ giúp đỡ cho cha mẹ để trang trải nỡ nần để sắm cái tết nguyên đán này sắm tới để cho con có ngần có xuyên này sắm tết về cửa ông bà gia tiên la tiên tổ na hờ lục mân tóc sen sạc na hờ lục mân lạc la sen xài cha ơi khăn ơi cùng đẩy thông lung cùng đẩy sang cha ơi bao xào bao ăn nô anh kỳ ăn sầu lớn thầy ấu bay đô ăn đầy mấy la ma hưng
bao ăn lục bọc thu đường thế đây nhờ ơn con va trần gian đầy nhớ băng lỗ lục kiều đầy cậy tiếng tiên nam đây cậy nhờ còn nhiễu xin nhất dạ nam vâng nhất vâng nam dạ lục bọc ra pít lăng văn va xa lăng văn con cha ơi lục bọc mi pít cùng nhận pít mi xa cùng nhận xa lỗ sau ăn nụ ăn hài lớn thầy áo bay lỗ hạn nhật thân nhì ăn phám bản thì áo bay quay ăn này may mà hư hư lục bó cọ lô quan lục lăn đồ họ được tai qua là nắm còi cầu lộc thì mà lai cầu xài mà lăn lô lục bóc dù túc thể bình yên thiên nhiên đây là văn đại khẩn lĩnh đây lên cân cảnh để mắn cha ơi mỗi văn trong bước trong diêu bà tài tiêu lò chính trang lâu tài tiêu tang chính vì hẳn được qua sao thì là được coi cầu lục đầy mã lai câu xài mà lắm lục bóc dù tu thể hết nói thì đẩy lai hết lại đẩy tay lăng la tu đi chỉ lăng đầy lai không nằm mà là tim cay sai nó sai mà là tim than cổ cài mà bắn mất bên men ngân sen mà bên bèn bên tô nhăng cất lời vắng mặt từ lục bốc khổ lỗ quan lỗ đan lỗ hồ cũng là sư mẹ thâu lục mình nấu cứ thâu nặng mẹ tay ngân sèn nén quý chẳng qua chưa có thời gian đến cửa nhà thầy thầy ơi đánh chữ đại xa hai chữ đại xa cho chung con người trần gian từ đây trở đi tự sơ trở lại xin thầy âm phù hộ đồ chỉ xin phật thanh bề trên phù hộ đồ chỉ để người tâm lá xếp để nếp cho con công việc được hanh thông chân gian con được thông xa mỗi ngày có cho con sở nguyện như ý sở cầu được vạn ban đã vạn ban nay ơi phù hộ cho con chẳng dám quên ơn công thầy nông tu thể bảo an trần gian phù hộ đủ tệ cửu dân trần gian cứu thế lâu kêu ao tiếng tình cân tham con nằm ao tiếng đàn cân cờ cờ từ lục bốc cổ lù quan lục lăn la lù họ từ nay ở lục mình đầy tái qua là nắm khói nhớ ở lục mình bị sợ mà đây đây bê quê mà ngày khẩn định cung đây nay cân cảnh đây mặn dù đương thế bình yên diễn nhiên đây mà mây tiếp tôi vạch cái bài ra cứ đen xì hết thôi xin nhà thầy để cho được tái qua lặn khỏi đi cái mệnh thủy này nè nếu mà mi cân ấy sáng khẩu à bữa nam bữa học nè bữa này á mi cân ăn phúc bò mi á tủ mi mi lục à cái cần mệnh nước này mệnh thủy này nếu mà cần mà sáng khẩu bấn hóc này đi để đeo phải đeo phải du chín chắn chính đau đại vơ bố mi là mi lục cùng hái đấy
mấy cỏ để lục ơ hó à. Tên nó là gì nhỉ, quên rồi, ở trong sổ rồi, nhưng mà giờ sao giờ đấy, giờ giờ lâu lắm. Đọc tên đi. Trời nhằng là lung tu thể bao ăn chân gian phù hồ. Phù hồ hư lục đàn nỏ dưỡng quan. Lục đàn là lục đàn là vàng hò. Bàn mệnh gì nhỉ? Quý mùi à? Sinh năm bao nhiêu nhỉ? Quên rồi. Mỗi lần đọc như thế nhưng mà sao nhớ được hết. Rồi ôi, mỗi lần thầy cầm sổ đi đọc không biết là phải đến hàng trăm người chứ không ít đâu. Rồi bớn Kỳ Lan à. Nông tu thể bao ăn chân sàn phù hồ. Phù hồ hư lục là nọ vàng quan văn mình tấn tỷ đến thanh đô văn bền mê óc bơ lực sơn thị trấn Bắc Sơn. Cha ơi bao hư lục mình tu thể bình yên xin niên văn đại nhà dù đường thì ơi thông minh ngoan ngoan vâng lời cha mẹ dưới trần gian ơi à. Thông mình thông sang khôn khéo khôn ngoan từ nay na tóc sen sạc na la sen xài khai thử cùng đẩy thông khẩn lung cùng đẩy sang lâu từ này dù đường thế mê lục cây bác tẩy tổ thương cây vàm tổ điếc hay bác đầy chung ý cái ban to tình nhân nạ đầy phăng ngân lăng đầy quý lắm từ này ơi lục bó dù tu thế đi chín về mười đi tươi về tốt đi trăm về vạn điều lành thì mang đến điều dự tổng cứ ta phương về cửa đông tây nam bắc mơ tỷ lặn lất xa xa cha ơi tâu về cửa vua cửa mẫu ơi xin nhờ các quan cai quản giám sát nhờ rời xin nhà ngài xòe bàn tay xoay là ngọn bút xoay xuống ngọn bút thay ơi phê chữ đỏ bỏ đi chữ đen phê chữ đỏ bỏ đi chữ đen rồi ba bích ba cơ đây nhà ngài thay vào cho con ba cơ đây. Ở đâu bên đường thể trần gian tu thể thông minh trần gian thông xa.